Toshiba 4505 AC này. Tốc độ 45 bản phút này. ADS cũng dày như con ADS 45 thường đuôi 8 này. Màu này. Đây là cách mở màu này. Con này thì cắt chiếc màu lấy ra thẳng lên này, kéo từng cụm lên này, cắt chiếc nó có cái lau cao áp. Bình thường các màu xanh và màu đỏ, màu vàng lấy giống nhau, riêng cái màu đen đẩy tay này xuống này, đẩy xuống thì mới lấy ra này. Chống màu đen của nó khác hẳn với cả cái chống màu xanh màu vàng. Chân khóe khác nhau. Cái này lấy beo ra nhé. Mở lắp ra này. Mở cửa trước này. Cho sấy ra này, cho nó an toàn này. Sấy thì như đuôi 8 này. Rút ra này. Cũng beo của nó muốn lấy ra được thì các bạn phải xoáy hai cái này. Xoáy hai con ốc này. Xoay hai con ốc ra. Đây là một cái cần gạt. Kéo cần gạt ra. Và các bạn kéo thẳng cái này ra. Sẽ kéo được beo rồi. Kéo trước khi kéo beo ra. Rút cái thằng gạt mực của beo ra nhé. Rút gạt mực ra. Đấy. Xong cái này rút thẳng beo là nó sẽ ra. Cái cần kia xuống kia. Đấy. Rồi. Nhớ để cái tay ấn vào đây, không có thì nó sẽ. Đây là cùng beo của nó. Phần trục đồng bộ thì nó cũng như cái máy đuôi 8 này. Nó không có gì cả. Đường giấy chạy thì nó lên đây. Beo ảnh qua, quét vào đây và đi thẳng lên phần sấy. Đi ra. Đảo mặt của nó cũng như thằng đuôi 8, không khác gì cả. Chỗ này, cái cần gạt của nó đây này. Thì các bạn để ý đây nhé. Chính cái này là cái chốt cho beo chạy này. Cho tơ beo. Đấy, kéo ra cái này thì bắt đầu mới mở được, mới lấy được cái thằng beo nhé. Khi đóng beo vào ấy, cái để thẳng. Nó nằm trên cái dây của nó này. Đưa vào. Tay ở dưới tì ở dưới này. Đưa qua. Thẳng. Ấn vào. Ấn vào xong cái trục đằng này. Nó vào. Đấy. Nó vào cái thì ấn cái này vào. Đóng vào là xong. Đóng vào xong cái thì xoáy lại ốc.
Ở cục sấy của nó đây nhé. Cục sấy của nó dùng, nó dùng một ống phim ấy. Một ống phim sấy. Cục sấy đưa thẳng vào đây. Đóng lên, đóng hết vào rồi đóng lên. Là xong phần này. Xong phần này mình đóng lại. Cái thanh giả của beo này. Đóng thanh giả của beo này. Khóa lại. Đóng lại hộp thải này. Thải nó là 4 màu. Và thải beo này. Thải màu và thải beo. Mực của nó thì rút ra bình thường. Nó có một cái tay ở đây. Móc vào rút ra. Còn mực của nó có chip nhé. Màu nào có chip màu đấy. Các màu đều rút ra bình thường này. Ấn vào thôi. Rút ra ấn vào thôi. Bây giờ khởi động máy thôi. Thank you.